Vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Văn Dương. Tôi là nhân viên của công ty OPS phụ trách tại khu vực xã Đình Trung, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Và trong cái video ngày hôm nay thì tôi đang ghé thăm ao của khách hàng là em Khang. Thì em Khang đang xài quy trình thuốc cũng như là con giống của OPS 100%. Hiện tại thì ao nuôi của em đang được 34 ngày và thả giống của OPS là cái lượng là 60.000 ra 120.000. Cái diện tích ao nuôi của em thì tầm khoảng 1.300 m². Và hiện tại thì ao tôm của em đang được 34 ngày. Thì trong cái quá trình nuôi 34 ngày đầu tiên thì ao của em gặp một số cái vấn đề như sau. Thứ nhất là cái ao của Khang là có cái vấn đề về cái phèn, cái độ phèn khá là cao. Khi nào cũng duy trì trong khoảng tầm 0.3, 0.4. Và mình đã hướng dẫn cho em hạ phèn bằng Barometer Data kết hợp với rửa nước, khống chế cái phèn trong ao nuôi bằng hai cái sản phẩm là Promit Edeta và Detoxin để chúng ta rửa nước. Và cũng như là anh chị đã thấy thì màu nước ao của Kháng nó cũng không được đẹp do lắm, do cái nền đáy ao của Kháng nó bị bở và nó có cái lởn cởn khá là nhiều. Mình cũng đã hỗ trợ để xử lý cái vấn đề trên bằng cách rửa nước cũng như kết hợp với sử dụng cái sản phẩm vi sinh Epigen BBT. Mình sẽ dẫn anh chị và các bạn đi xem tôm ao của Khang, xem rõ. Hiện tại thời điểm bây giờ là 11:30. Đây, vâng, đây là Khang. Khang chào mọi người. Khang. Hello, chào mọi người. Ok, cố gắng ha. Đây, dẫn mọi người đi xem cái giỏ. Vâng, đấy là cái tôm của bản Khang. Hiện tại thì được 34 ngày. Và size tôm thì tầm 300 con về lớn. Đó. Thì cái đường ruột cũng như là cái gan tôm thì khá là đẹp. Gan gom và đường ruột thì cũng khá là bự. Khang đang cho ăn cũng như là sử dụng các cái dòng gan cũng như đường ruột bên mình như là sản phẩm tạt gan Heba Herb. Gan cho ăn gồm Inoli và Herco. Còn đường ruột thì có sử dụng cái bồ ba Epigen D Onquirim Virosit, đồng thời có cái sản phẩm giúp nông to đường ruột Biogold và Lactic Plus. Đây. Đây là áo của Khang. Khang thì có sử dụng ba dàn quạt kết hợp với hệ thống oxy sục khí, sục oxy. Vâng, Kevin, mình xin kết thúc cái video ở đây. Thì chúc cho Khang có một cái kết quả rất là tốt trong cái vụ nuôi này, cố gắng đồng hành cùng OBS. Vâng, Khang chào mọi người. Khang. Chào mọi người. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi cái video của mình. Nếu như anh chị và các bạn ở khu vực Đình Trung, Bình Đại, Bến Tre có các cái nhu cầu về con giống, thuốc hay là các cái sản phẩm của OBS thì có thể liên hệ với mình qua cái số điện thoại đó là 0987 477 135. Mình rất sẵn sàng để hỗ trợ và giúp đỡ anh chị và các bạn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.